khoảng 10 phụ nữ thì có một người mắc trầm cảm sau sinh. Đây là thông tin được chia sẻ tại chương trình Thai sản Kim Cương, Yêu thương trọn vẹn do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà tổ chức. Trầm cảm sau sinh có nhiều nguyên nhân, từ cuộc sống gia đình, yếu tố xã hội và ngoài cộng đồng. Bà mẹ khi mang thai có nhiều lo lắng, có đôi chút tự ti. Vì thế, trong gia đình, đặc biệt là người chồng, không tế nhị sẽ dễ đẩy sản phụ dẫn đến rối loạn lo âu và trầm cảm sau sinh. Trong thời kỳ mang thai, phụ nữ có sự thay đổi lớn của cơ thể, nội tiết và tâm lý lo lắng nhiều vấn đề về cuộc sống cũng như chăm sóc em bé. Nếu không giải tỏa được, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Vì vậy, vai trò của người chồng góp phần chữa lành trầm cảm sau sinh. Sản phụ cũng cần được thăm khám, chia sẻ về tiền sử, tâm lý trong cuộc sống gia đình để được phát hiện và điều trị kịp thời.